Bắt đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin trong nước cập nhật và mở đầu sẽ là một thông tin liên quan đến giáo dục. À, thưa quý vị, thưa các bạn, trước đây thời gian thực hiện nộp lệ phí thanh toán xét tuyển trực tuyến sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 và được phân luồng theo 6 đợt, tương ứng với 6 nhóm tỉnh thành phố để đảm bảo quá trình thanh toán được thông suốt. Tuy nhiên để đảm bảo được quyền lợi xét tuyển của các thí sinh thì mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho biết thêm một lần nữa mở cổng hệ thống thanh toán để thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa thanh toán lệ phí có cơ hội được hoàn thành nghĩa vụ. Theo đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục mở cửa hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến từ ngày 10 tháng 9 năm 2022 đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định. Đây là phương án tối ưu mà Bộ đưa ra nhằm để tạo điều kiện không để thí sinh mất đi cơ hội xét tuyển. Và theo kế hoạch thì trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2022, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển tức điểm chuẩn của đợt 1 và trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.